Căn nhà này vừa được bàn giao cho đảng viên Tô Vân Anh. Căn nhà mái tôn nền gạch trị giá trên 120 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ của phong trào tiết kiệm 1.000 để xây nhà cho các đảng viên khó khăn. Cũng cố gắng là thực hiện tốt các cái công việc cũng như là công việc mà chi bộ đã phân công, và đồng thời là cố gắng gương mẫu về cái học tập làm theo Bác để thực hiện tốt các hoàn thành các nhiệm vụ. Mô hình ý nghĩa này được Phú Tân phát động từ năm 2018 đến nay. Thông qua nguồn quỹ, địa phương đã vận động được gần 2 tỷ 700 triệu đồng, từ đó xây dựng 43 căn nhà mới cho những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Họ mới cất lên gọi là mừng, là đi ra đi vô là nghĩ là như là mơ. Biết nói chung là nhà nước nếu mà không cho mà để mà cho tiền hỗ trợ thêm cất thì chắc gia đình không cất nổi. Từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để đóng góp xây dựng cho tất cả những đảng viên còn khó khăn về nhà ở, để có được cái mái ấm nó thật là ấm áp hơn, để an tâm trong công tác để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được đảng nhà nước giao. Những căn nhà 1.000 đồng ngày càng xuất hiện nhiều tại Phú Tân. Đó là việc làm thiết thực, phần nào tiếp sức để các đảng viên vươn lên trong cuộc sống. Một mô hình nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn cho những hoàn cảnh khó khăn.